Hello mini, video của chúng ta hôm nay có chủ đề là What I order and what I got, thứ tôi đặt trên mạng và thứ tôi nhận được. Và đây là đơn hàng của chúng ta, mình chưa có khui, mình đợi khui chung với mọi người á. Thì đơn hàng này có giá là 800.100 đồng, đơn hàng quốc tế nha mọi người, bên Trung Quốc á. Thì bây giờ mình sẽ khui ra, tổng cộng trong đây á là mình đặt 10 món hàng. Đúng ra là mình đặt tới đơn tới 1.500.000 lận. Nhưng mà hình như đặt hàng quốc tế người ta không có cho đặt quá nhiều hay sao á. Mình chỉ đặt được tới 800 mấy thôi. Chứ mình mà lên 1.500.000 ra là nó để gì mà không hỗ trợ vận chuyển gì mình không biết nữa. Thôi bây giờ chúng ta khui nha. Mình rất là thích unbox quần áo luôn ấy. Mình không chỉ mua quần áo không đâu, mình còn mua phụ kiện nữa. Wow, để mình lấy phụ kiện đi trước nè. Nè, vừa góp cái gì vậy? Và đây là cái thắt lưng 37k nha mọi người. Không biết có cơ hội nào, có dịp nào đeo nữa, nhưng mà thấy đẹp quá luôn. Đây, để bây giờ mình đeo cho mọi người coi nha. Đeo đây luôn đi. Rồi, chừng nào mình có phối cái nào mà mình thấy hợp á thì mình đeo tiếp. Bây giờ mình đeo thử cho mọi người coi nha. 37.000 mọi người ạ. Ôi mọi người á, cái lỗ nó không tới với cái eo mình rồi sao? Bây giờ mình phải tự chọc thêm cái lỗ đây. Cái lỗ nó có tới đây à. Vậy là bây giờ mình phải chọc thêm lỗ nữa. Phải đeo dưới sao? Nè, cộng với nịt này đeo xích xuống chút thì nó mới vừa. Đeo sát lên cái eo quá, nó không vừa, nó bị rộng. Nhìn kỳ quá, mặc áo bà ba mà đeo này kỳ ghê á. Thôi, tháo ra nha. Tiếp theo là bông tai 20k. Bình thường thì mình không có đeo bông tai, tại vì mình đeo mình toàn xỏ cọng sóng dừa vô đặng cho nó không bít lỗ tai thôi. Đây thì 20.000 để coi được mấy đôi nha, mình không có đếm nữa. 20.000 được 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6 đôi, được 6 đôi mọi người ạ. Bây giờ mình đeo thử cho mọi người coi nha. Không biết mấy ní sao chứ tôi mà đeo đồ giả vô là nó ngứa dữ lắm. Mà hồi nhỏ thôi nha, chứ giờ lớn bớt rồi, không có đeo đồ giả không có bị ngứa nữa. Trong 6 đôi bông tai này thì có 2 đôi là trái tim rồi, 1 đôi trái tim bự, 1 đôi trái tim nhỏ. Đây là cái chân váy mà mình vừa nhắc vào cái shop đó thôi là mình phải chọn ngay, tại vì nó quá là hợp với mình. Chân váy dài nha mọi người, sọc caro, kẻ sọc. Trời ơi, nó rất là hợp với mình luôn, rất là nhẹ nhàng nữ tính. Để mình mặc mọi người coi nha. Bên cạnh những bình luận khen như là vải xịn, mịn, phơm lên đẹp và họa tiết hoa văn thì đẹp và nhã nhặn, thì cũng có một số bình luận chê là xấu, vải mỏng, khá là rộng, muốn mua thì nên cân nhắc hạ một size xuống. 60kg mà mặc size S vừa là biết cỡ nào rồi đó. Sau khi đọc tất cả các đánh giá thì mình đã quyết định chọn size M và kết quả là cái chân váy nó rất là rộng so với eo của mình. Biết vậy thì mình đã chọn size S, nhưng mà không sao, rộng thì mình còn sửa được, chứ mà chọc thì mình cũng không biết sửa đường nào, chỉ có nước là quăng thôi hoặc là mình phải ốm lại. Vì rộng quá mình mặc không có vừa nhưng mà chưa có sửa được, cho nên là mình phải dùng cây kẹp kim này để mà xếp chân váy lại rồi ghim lại cho nó ôm cái eo của mình, để nó không có bị tụt. Các bạn thông cảm là chỗ thay đồ của mình khá là xa, cho nên cái nào làm lẹ được thì mình làm lẹ, cho nên mình cởi cái quần ở đây luôn nha. Cái chân váy này thì có giá là 110k. Và các bạn thấy đó, họa tiết hoa văn thì thật sự rất là nhã nhặn, dịu dàng, nữ tính. Và phối với cái áo bà ba thì mọi người thấy cũng khá là hợp luôn. Mình định bỏ áo bà ba vô thùng thử coi như thế nào, mà nhìn thấy kỳ kỳ, nó không ra cái gì hết các bạn ơi. Không sao, mình thử đại, đâu có chết đâu, xấu thì mình bỏ ra thôi. Bỏ ra thì nhìn nó trang nhã hơn rồi nè. Thứ hai là áo 2 dây phối ren họa tiết, giá của nó là 118k nha. Đây mọi người ạ, phải nói là cái áo này nó vừa tiếng với mình luôn mọi người, quá là hợp luôn. Đó, mọi người thấy đẹp không? Wow, cái áo này phối với cái chân váy này cũng quá là hợp luôn. Mua quá là hợp. Sau khi đọc rất nhiều đánh giá khen, mặc vào sẽ rất là bánh bèo tiểu thư. Còn đánh giá chê thì chủ yếu chê nó rộng thôi, cho nên mình đã quyết định chọn size XS và kết quả là nó rất vừa vặn với mình. Tiếp theo là cái áo sơ mi có giá là 220.800 đồng. Không biết có đẹp không, mà nó khá là đắt nè. Để mình mặc thử nha. Nhìn trên hình shop đăng thì nó rất là đẹp, cộng với rất nhiều đánh giá khen, cho nên mình đã quyết định mua và mình chọn size S. Và kết quả là nó rất là vừa vặn với mình. Tiếp theo là cái áo quả mơ này, mình khui đây nha. Giá của nó là 100k nè mọi người.
áo mơ họa tiết này bên cạnh nhiều đánh giá khen thì cũng có rất nhiều đánh giá chê, như là đúng ra áo như này thì nên bo chun mới dễ mặc, to như quỷ, phí tiền quá. Vòng 186 mặc vào phần ngực cứ phùng phình rái, áo rộng như bơi. Nhìn trên hình thì áo kiểu như xe S, xe M, nhưng mà mua về mở ra thì nó to đùng như là mang cái bình vào người vậy á. Size nó lạ lắm mọi người ơi, ngực thì rộng mà eo thì khít chật, giải hô cứng rất xấu. Nhận hàng mặc thử xong giờ chuẩn bị dục. Cho mình đi dục chi vậy? Áo chất sồ sồ, chất không bằng cái giải lao, mua về không dùng được. Và mình đã quyết định chọn size S và kết cục là vải thì dày nhưng mà mặc rất là rộng. Mà cái áo này á mọi người, mình mặc bị rộng mọi người ạ. Nè, bây giờ mình phải bóp lại một chút nữa thì nó mới vừa với mình á, chứ không mình mặc nó sẽ bị tuột mất. Đó, mọi người thấy đẹp không? Để mình xoay thử vòng nha. Mình xoay mình phải kẹp hai cái nách lại, không lấy là đã tuột. Đó, mọi người thấy đẹp không? Thầy con rít kéo đây nè mọi người. Kéo với mình không nha. Áo sơ mi công chúa 137k màu trắng. Công chúa là người ta đặt chứ mình không có đặt nha mọi người. Ta-da! Và đây chính là áo sơ mi công chúa. Mọi người thấy đẹp không? Khi mua thì đọc rất nhiều đánh giá khen, và có một số đánh giá chê là vải hơi nhăn. Và mình mua về mình thấy nhăn thiệt, nhưng mà cái này lấy bằng ủi là nó lại đẹp ngay thôi. Đặt tên là áo công chúa mình cũng thấy đúng, tại vì mình thấy hai cánh tay của nó rất là giống cái áo của công chúa Bạch Tuyết luôn ấy. Nè, chất vải thì cũng không là quá tệ, mặc phối với chân váy dài thì nhìn cũng rất là ok, nhìn cũng rất là hắc dáng nè. Cái áo này mình chọn size S và thật sự là nó vừa khít với mình luôn ấy. Tiếp theo là áo ba lỗ hoa nơ, giá của nó 99k. Rồi bây giờ để mình mặc thử cho mọi người coi nha. Wow, quá trời hao hoa, trời có một mảnh giải chút xíu thôi đó. Để mặc thử nha. Và đây là áo ba lỗ hoa, đây là mặt sau của nó. Wow, mặt đi biển là siêu đẹp luôn. Cái áo crop top này thì có hai cách mặc, mọi người có thể cột nơ đằng sau như mình, hoặc là đem hai cái cọng dây đó cột cái nơ đằng trước, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Mình thấy chất vải của cái áo này mặc mùa hè rất là mát nha. Tiếp theo là áo ba lỗ hoa nữa mọi người ơi, giá của nó là 79k nha. Bây giờ mình sẽ mặc thử cho mọi người coi. Và đây là áo ba lỗ, thì ba lỗ buộc nơ nha, bây giờ mình sẽ buộc cho nó cái nơ. Hoa này người ta gọi là hoa disty gì đó, shop nó gọi vậy á, mình không có gọi nha. Ok mọi người, thấy quá dịu dàng luôn á. Riêng mình thấy cái áo bông màu hồng lúc nãy với cái áo màu xanh này mặc mùa hè nè, hoặc là mặc đi biển quá tuyệt vời luôn, nó rất là mát. Kiểu áo thì rất là bánh bèo, lùn lùn thì mặc crop top kiểu này rất là hắc dáng luôn. Ở đằng sau của áo thì có bo chun và vải này hoa nó dập nổi lên nha mọi người, chứ hoa không phải là hoa in lên không, mà nó nổi hoa lên ấy. Cái áo cuối cùng lại là một cái áo hoa nữa, bây giờ mình sẽ mặc cho mọi người coi nha. Và đây là áo cuối cùng, áo thun không tay này thì mình mua giá là 126k. Mình thấy bạn nào có vòng hai to một chút thì mặc có thể che được nè. Khi đọc đánh giá thì mình chỉ toàn thấy khen thôi, và mình đã quyết định chọn CS và kết quả nó khá là vừa vặn, mà kiểu áo này lên trông rất là bánh bèo nhờ. Nói nào ngay, khi mình vô shop này mình lựa thì mình thấy cái quần cái áo nào cũng hợp, cũng đẹp hết trơn, mình muốn hốt hết về. Tiếc điều là mình không có tiền, cho nên thôi mua đỡ vài cái trước nha mọi người. Tiếp theo sẽ là tới chuyên mục phối đồ với những bộ đồ mà mình đã đặt lúc nãy nghe. Hôm trước mình nói cái chân váy này bị rộng nè, mình tự bóp lại luôn á, mình xếp mấy miếng vải này lại rồi mình lấy chỉ mình may tay lại luôn. Mọi người thấy đẹp không? Bây giờ thì nó vừa hơn rồi nè. Thôi để bây giờ tôi quay thử một vòng cho mọi người coi nha. Wow, nhìn cũng giống nữ sinh chứ đúng không mọi người? Đây là cái áo quả mơ, bữa mình nói nó cũng rộng đó mọi người, và mình đã tự bóp lại nè. Mình xếp nếp lại nha, cái mình lấy chỉ mình may lại, mình may bằng tay thôi. Nè mọi người thấy không? Đó, nhìn cũng ok. Bây giờ mình sẽ phối với cái áo trắng này nha. Cái áo này là một miếng vải như hình chữ nhật như vậy nè mọi người. Lúc mình chọn mua thì trong đầu mình nói là khi mình mua cái áo quả mơ này thì mình nhất định phải kiếm cho bằng được cái áo sơ mi màu trắng, tại vì mình biết phối hai cái này nhìn sẽ rất là giống trong mấy công chúa Disney á mọi người. Coi phim công chúa Disney không?
mấy cái đầm của công chúa Disney á, có cái quấn quấn vậy nè, rồi cái một trên nó kiểu áo sơ mi vậy á. Cũng không hẳn là công chúa Disney mà những cô gái trong những bộ phim hoạt hình của Disney mình nhớ như vậy, chứ không nhất thiết phải là công chúa nha, thì sẽ có những kiểu đầm như vậy nè. Mà mặc lên trông cũng giống công chúa ha mọi người, công chúa tóc dài. Để bây giờ tôi xoay thử một vòng coi nào. Bây giờ tôi sẽ cởi áo ở mơ này ra và chỉ còn áo trắng với chân váy dài thôi. Bây giờ mình muốn cho mọi người coi cái sự vừa khít của chân váy mà mình tự vớp lại. Mọi người thấy ok không? Nhìn hợp phết luôn ấy, nó khít khít nè. Tiếp theo là mình sẽ thử phối cái áo này với cái áo hai dây này nha. Tôi thấy áo hai dây hay được kết hợp với áo sơ mi, nên bây giờ tôi sẽ lấy cái áo hai dây màu vàng này kết hợp với áo sơ mi. Nhưng mà áo sơ mi này hơi, nó không ngắn mà nó cũng không dài, cho nên phối vô thì nó nhìn kỳ kỳ. Để bớt kỳ lại thì tôi sẽ gấp cái những cái phần thừa của áo sơ mi lên trên như thế này. Khi mọi người nhìn vào thì cảm thấy nó chật đúng không? Nhưng mà không đâu nha, tôi mặc vào cảm thấy rất là vừa vặn luôn á. Đến lúc cởi ra thì lại là một nỗi lo sợ khác. Cởi ra sợ nó rách hết sức, tại vì cái áo có chút ép. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng tôi cũng đã cởi được rồi mọi người ạ. Hôm trước thì tôi phối cái áo xanh xanh này với chân váy dài. Nhìn thì nó dịu dàng nữ tính rồi đó, nhưng mà nó không có được năng động. Cho nên bữa nay tôi phối với chân váy jean ngắn thử xem thế nào. Nhìn cũng ok ha mọi người, nhìn trẻ trung và năng động hơn rồi nè. À mọi người ơi, mọi người thấy cái tông make up hôm nay có được hôm trước ha không? Cũng cùng là một video nhưng mà mình quay 2 ngày nha. Khúc phối đồ này á là mình quay ngày hôm sau. Những video trước thì mình nói màu trắng rất là hợp với màu demin, cho nên mình thử phối cái áo công chúa crop top này với chân váy jean ngắn. Không ngờ là nó lại hợp đến như vậy luôn á. Khi mình mua áo crop top này á thì mình về mình nói là mình nhất định phải phối với cái quần yếm, tại vì mình rất thích mặc kiểu quần yếm với cái áo crop top rồi để hở hở như thế này luôn á. Không biết có ai như mình không. Mà mọi người ơi, thường mọi người mặc quần yếm với áo crop top như này thì mọi người có mặc quần sọt bên trong không ta? Nhưng phải công nhận là mặc kiểu này nhìn trẻ thật. Hôm trước thì mình phối cái áo hoa bụt nơ và này với một chân váy dài, bữa nay thì mình sẽ phối với một chân váy jean dài nha. Tiếc là cái chân váy jean này nó rộng phần eo của mình quá, cho nên mọi thứ không có được hợp, không có được gọi là vừa khít cho lắm. Mình không biết phải dùng từ như thế nào nữa, nhưng mà bữa trước mình có nói là cái kiểu áo này có hai cách mặc, một là mình buộc dây trên cùi cổ, hai là mình buộc ở phía trước ngực như này nè, nhìn cũng ok ha mọi người. Nhầm áo này mà mặc đi biển là quá trời hợp luôn, và sẽ đẹp hơn nữa nếu mà bà nào có những đôi vai thon gọn nè, có xương quai xanh như là mấy tỷ tỷ bên Trung Quốc vậy á, thì mặc để khoe vai nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Video gần cuối á, gần 6 giờ cho nên trời tối nên có thể bị mờ, nên mọi người thông cảm. Và mọi người ơi, nếu mọi người thấy thích video của mình, thích chủ đề này thì đừng quên like và sub ủng hộ mình, và để lại một bình luận góp ý cho mình để mình còn có thu nhập để mà mua quần áo về quay video cho mọi người coi tiếp nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.